Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tiện ích mà có thể nói rằng nó rất hiệu quả trong các cái trường hợp như các bạn bán một cái loại mặt hàng mà nó cứ phải lập một cái công thức để cho nó tính ra. Ví dụ như ở đây chúng tôi giới thiệu cho các bạn một cái loại thành phẩm mà các bạn sẽ phải bán ra dưới hình thức là có thể tính bằng đơn vị tính là mét khối, tức là nó sẽ có một cái công thức được lập là chiều dài nhân chiều rộng và nhân với độ dày. Như vậy các bạn có thể thấy là ở đây trong cái danh mục thành phẩm, trong cái danh mục hàng hóa vật tư này, chúng ta khai báo ra một cái vật liệu, một cái thành phẩm là ví dụ như 002, thì các bạn có thể thấy là ở đây là ví dụ như đá hoa cương. Ở đây chúng ta chọn kho là ví dụ như có thể mặc định kho hoặc là không cần chọn, chúng ta ở đây tính bằng mét khối. Và ở đây các bạn biết là mặc nhiên chúng ta chọn các cái thông tin rồi, nhưng mà ở đây là cái việc mà khi một cái sản phẩm bán ra cho một khách hàng ấy, thì các bạn lại rõ ràng là các bạn đo được cái chiều dài và chiều rộng cộng với độ dày, nhưng mà các bạn lại cứ phải lập công thức ở bên ngoài Excel để các bạn có thể là nhập vào số liệu trong phần mềm. Nhưng ở đây thì chúng ta có thể thấy là đối với cái phần mềm Totoshop này, chúng ta có thể lập được cái công thức để cho cái chúng ta không phải tính cái sản phẩm này ở bên ngoài nữa. Và các bạn thấy là khi chúng ta chọn thêm một cái hóa đơn bán hàng, tất cả thông tin bên trên tôi thì không nói nhiều, nhưng mà chúng ta ví dụ ở đây chúng ta chọn loại đá hoa cương. Sau khi làm ấy, cái đá hoa cương này cung cấp cho khách hàng với một cái công thức mà các bạn có thể thấy là chiều dài nhân chiều rộng và nhân với độ dày. Thì các bạn thấy là ở đây nếu như chúng ta không làm thì chúng ta sẽ phải nhân bên ngoài, và chúng ta mặc nhiên là chúng ta sẽ phải nhân ở công thức bên ngoài, và chúng ta đánh được số lượng bao nhiêu chúng ta đánh vào. Nhưng ở đây thì đối với phần mềm này các bạn có thể tự lập cái hình thức để các bạn có thể tính được ra cái số lượng chính xác. Các bạn để ý nhé, ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn là làm. Các bạn kích chuột phải vào cái dòng chi tiết cái phần hàng hóa. Ở đây chúng ta chọn ẩn hiện cột. Ở trong này chúng tôi đưa ra cho các bạn các cái tiêu thức là có số lượng 1, số lượng 2, số lượng 3, số lượng 4. Thế ở đây chúng ta thấy là ở đây chúng ta ghi này. Dài này. Chúng ta sửa ở đây là thành rộng này. Độ dày này. Thì ở đây chúng ta chọn đồng ý. Chúng ta tích vào ở đây để lấy các cái thông tin này ra. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái ba cái cột được hiện lên. Chúng ta đưa kéo nó ra phía trước. Đây các bạn kéo nó ra hết thế này để đưa nó về trước cái cột số lượng của các bạn. Ở đây chúng ta đưa về trước cái cột số lượng. Sau đấy chúng ta kích chuột vào cái chữ số lượng ở đấy, và chúng ta kích chuột phải vào đây, chúng ta chọn lập công thức cho cột. Các bạn sẽ thấy là cái trường hợp này chúng ta sẽ phải nhân ba cái tỷ lệ này với ba cái giá trị này với nhau. Chúng ta kích đúp vào độ dài, chúng ta chọn nhân với chiều rộng, chúng ta chọn nhân tiếp với độ dày. Các bạn thấy là chúng ta đã làm xong và chúng ta chọn đồng ý. Thế thì khi các bạn làm ở đây thì tôi lưu ý các bạn là ở đây, ví dụ các bạn cái sản phẩm này các bạn đo được là 1,2 mét,
Ở đây chúng ta sẽ phải thoát ra để chúng ta định dạng lại một tí về cái tỷ lệ số. Ở đây chúng ta vào mục hệ thống và tùy chọn, chúng ta chọn định dạng số. Ở đây chúng ta chọn cái số lượng là chúng ta chọn hai chữ số thập phân để chúng ta có thể đánh được số thập phân. Ở đây chúng ta chọn thêm mới là có. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là cái sản phẩm này chúng ta sẽ phải ghi vào là đá hoa cương này có độ dài là 1,2 m, rộng là 0,6 và độ dày là 0,03. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ hiện ra cho các bạn là 0,02 m3. Đấy, tôi ví dụ như thế, tức là cái công thức này cho các bạn biết được là cái số lượng mà các bạn sẽ có được theo cái đơn vị tính dựa vào cái công thức mà chúng ta lập ra ở đây. Khi chúng ta đánh đầy đủ ba thông tin thì mặc nhiên cái số lượng này nó có thể lấy được số liệu từ các cái cột này. Đấy, các bạn thấy ví dụ tôi thay đổi ở đây là nó dài đến 2 mét cơ. Độ dày của nó là 0,05. Nhưng các bạn thấy là cái tỷ lệ của nó sẽ được nhân lên với cái số liệu là 0,06 mét khối. Ở đây chúng ta ví dụ đánh vào 300.000 một mét khối thì ở đây đơn giá nó sẽ ra được là 18.000. Như vậy các bạn có thể thấy là một cái cách thức để chúng ta có thể lập theo cái hình thức này. Trong trường hợp này thì các bạn lưu ý là khi chúng ta làm liên quan đến phần này thì có một cái nữa mà chúng tôi muốn nói, đấy là cái mẫu biểu in ra. Thế cái mẫu biểu in ra ấy thì các bạn lưu ý là chúng ta thêm một đối tượng để ví dụ cho cái trường hợp là chúng ta sẽ in cái phiếu này ra. Ở đây chúng ta chọn đơn vị là công ty ABC. Thuế chúng tôi có thể bỏ trống. Đây là đang trong trường hợp mà chúng ta làm cái phiếu là phiếu ví dụ. Ở đây chúng ta chọn không có hóa đơn để không phải khai báo mẫu số và ký hiệu. Chúng ta chọn lưu. Ở đây trong này còn có một cái phần nữa là cái hàng này sẽ phải xuất ra từ kho nào. Ở đây chúng ta thấy là giá vốn tài khoản kho và tài khoản trả vốn đã được định định khoản sẵn theo cái khai báo ngầm định ở trong cái hàng hóa vật tư. Chúng ta chọn lưu. Sau khi chúng ta chọn lưu xong thì chúng ta có một cái chức năng là cái nút in này. Cái nút in này thì chúng ta có rất nhiều cái phiếu khác nhau để có thể in. Ở đây chúng ta có một cái phiếu xuất kho ví dụ, hoặc là phiếu giao hàng kiêm bảo hành. Chúng ta có thể nhìn thấy là khi chúng ta nếu chúng ta in từ cái phiếu này ra ấy, thì các bạn sẽ có được cái phiếu mà các bạn in ra nó, nhưng mà nó ở đây nó chỉ có cột số lượng thôi. Thế trong trường hợp mà các bạn cần phải sửa đổi cái này, các bạn vui lòng liên hệ với công ty cổ phần Totoshop để có thể được hỗ trợ để sửa đổi cái mẫu này ra, tạo thêm các cái cột như là cột độ dài, rộng và độ dày để có thể ra được cái công thức mà chúng ta bán ra với cái số lượng này nó có sẵn. Ở đây cũng có nhiều cái là chúng ta thêm vào được, như là ở đây chúng ta có thể thêm vào các cái nội dung như là hạn dùng, là giá trị bảo hành, rồi là các cái chỉ tiêu khác mà chúng ta cần ghi chú ở trong cái hóa đơn bán hàng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cái tiện ích rất là hay ở trong cái phần mềm này, cho phép chúng ta lập được công thức để chúng ta có thể làm hóa đơn bán hàng đối với các cái trường hợp mà các cái sản phẩm liên quan đến cái phải có nhiều cái công thức để chúng ta tính ra. Các bạn lưu ý là ở trong cái trường hợp mà các cái công thức của cái này các bạn có thể áp dụng rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Ở đây có thể ví dụ như các bạn làm cái công thức liên quan đến một đơn vị mà chuyên làm về ví dụ như nhôm kính chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy là các bạn chỉ đo được cái rộng dài bao nhiêu, các bạn có được luôn số lượng mét vuông. Ở đây là chúng ta lập công thức của chúng ta bỏ bớt cái cột đi, sử dụng chức năng ẩn hiện cột ở đây.
Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi.